Sáng ngày 8 tháng 9, hai thanh niên đã dàn cảnh hỏi đường để đánh lạc hướng nam bảo vệ rồi bẻ khóa trộm một xe máy. Vụ việc xảy ra tại quán cà phê trên địa bàn phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hình ảnh từ camera cho thấy, lúc 6 giờ 40 phút, một thanh niên chạy xe máy tới quán cà phê tại khu trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, rồi gọi nam bảo vệ 51 tuổi lại để hỏi đường. Khi bảo vệ rời khỏi vị trí giữ xe để chỉ đường cho người này thì một thanh niên khác tiếp cận bẻ khóa một chiếc xe máy ngay sau đó nghi phạm đã bẻ khóa thành công rồi tổ thoát lúc này người giả vờ hỏi đường cũng phóng xe đi khi nam bảo vệ trở lại vị trí thì phát hiện thiếu một chiếc xe máy nên chạy vào báo nhân viên quán vụ việc sau đó được trình báo cho công an phường dĩ an